Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Hoàng Thống. Thì như đã hứa thì Hoàng Thống lên cái video này vào mời mọi người cùng Hoàng Thống đi tham dự một cái chương trình giao xe nho nhỏ. Đó là một chiếc xe đi Hà Nội. Đây đó là chuẩn bị Hoàng Thống sẽ giao một chiếc limousine đi Hà Nội. Vậy cái xe này có gì đặc biệt? Đó là chúng ta sẽ được trang bị một cái mái theo xe. Mái này thì chúng ta có kính chắn gió này, có mái che này, đây là khá là chắc chắn. Có mái che này, cái này Hoàng Thống chỉ gá vào thôi. Đó. Lát nữa sẽ cho bắt chắc chắn lại. Đấy. Đây là cái mái theo xe này. Đấy. Có kính này, kính hàn ngô này. Đấy. Có gạt mưa này. Đấy. Và đây có bộ kính như là gương chiếu hậu. Có gương chiếu hậu. Ở trên xe này thì chúng ta sẽ lái như kiểu lái xe máy và có màn hình. Lát nữa Hoàng Thống sẽ bật lên cho các bạn xem. Xe này thì sử dụng cái lốp 300/8 thôi anh em nhé. Lốp 300/8, động cơ 800W. Sử dụng cầu sau, có vi sai. Và xe này chúng ta đang thấy là chở được hai người lớn và một trẻ con. Hai người lớn và một trẻ con. Ghế này thì chúng ta có thể tiến lùi được. Ghế này tiến lùi được nha các bạn nhé. Xe này thì hoàn toàn mới, chưa lăn bánh. Thì lát nữa Hoàng Thống sẽ cho lắp ắc quy, rồi sẽ đi thử cùng bác khách, một bác khách ở bên Gia Lâm, bên Chương Dương thì chuẩn hơn. Thì trên xe này thì Hoàng Thống cũng đã giới thiệu rất nhiều rồi. Chúng ta sẽ có nút lùi này, nó lấy nét hơi kém. Nút tiến lùi ở đây này. Ở đây có nhanh chậm này, P này. Đấy. Ở đây có xi nhan trái phải và có còi. Xe này đặc biệt hơn là chúng ta sẽ có một cái nút mở đèn. Nút mở đèn thì nó sẽ giấu ở đây. Tại Hoàng Thống lấy nét nó lên đây, nút mở đèn ở đây. Các bác để ý nhé, nó để ở đây cơ. Đấy. Đấy. Ở đây chúng ta có phần phanh parking theo kiểu chốt lại và khi nào muốn khởi động thì chúng ta chỉ cần bóp, thế là nó khác đi, rất là tiện lợi luôn ạ. Đấy. Và chiếc xe này bên Hoàng Thống, chiếc limousine này bên Hoàng Thống đang bán với giá là 31 triệu bao gồm cả phí vận chuyển. Đấy. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp nhé, bởi vì số lượng nó cũng có hạn. Một lô vừa rồi về có hơn chục xe thì bây giờ số lượng nó không còn nhiều nữa. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm, chúc các bác những ngày vui vẻ và mời các bác đi cùng Hoàng Thống đến với Yên Viên, đến Long Biên, Hà Nội nhé. Mời các bác. Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống. Hôm nay đến với Hà Nội, đến phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội bàn giao cái chiếc xe limousine cho ông bác rất nhiệt tình. À bác ơi, cái xe này có một cái khác biệt là cái nút bật đèn này. Nút bật đèn này, nó ở đây này. Cái đội chắc là bác cũng hay để ý đây. Nó bật đèn ở đây này. Rồi, thế mày bảo đây. Có nút ở đây. Đấy. Chứ còn mình cứ không để ý là mọi cái xe nó cứ để ở bên này hoặc ở bên này, nó cứ gạt ở đây. Vâng. Ông đi thử đi ông. Đấy là lùi ông ạ. Có tiếng là lùi, vâng. Vâng, tiến là gạt, nó không có tiếng kêu nữa là tiến ông ạ. Ông cũng hay theo đang lùi ông ạ. Ông hay theo dõi kênh của Hoàng Thống nên là không cần giới thiệu, ông biết là những chức năng của xe rồi. Cùng các bạn trải nghiệm chiếc limousine limousine ra về Hà Nội, chạy thử xe cho bác chủ nhà luôn. Đấy. Ok, đến nhà bác.